lá côn khô và đĩa phanh ướt dùng như thế nào cho nó bền? Thưa anh em, để mà dùng được cái lá côn khô này như thế nào cho bền thì điều đầu tiên là anh em phải chỉnh được cái chân côn, nó có cái độ dơ, nhớ là có cái độ dơ, tức là sao, khi mà chúng ta ấn nhẹ tay xuống nó vẫn dơ dạo cái chân côn khoảng từ 2 phân cho đến 2 phân rưỡi. Để cho làm gì, khi mà cái bàn ép nó không ép vào cái đĩa côn thì nó cũng không bị tì. Đấy, cái BQT nó không tì vào, cái chân côn nó không căng thì nó không tì, và để nó đỡ bị ép nhẹ. Ép nhẹ thì nó giống như mài ấy. Và đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta hãy bớt chuyện già côn lại. Bớt chuyện già côn bằng cách là đặc biệt những cái lúc đi sới, đi cầy, quay đầu bờ, giấm thì giấm dứt khoát. Nhớ nhá, đã đạp côn thì đạp dứt khoát, không đạp lơ là thứ hai. Và nhớ là khi mà đi sới thì mà ga lớn ấy, thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc già chậm. Tức là sao, chúng ta đạp xuống rồi chúng ta nới ra, chúng ta thấy là bắt cái nới hẳn ra, bỏ hẳn chân côn ra. Và cái thứ tư là rất nhiều anh em gặp phải khi mà dùng cái chân côn là chúng ta lại để cái chân lên cái bàn đạp côn liên tục. Có nghĩa là chúng ta lo sợ, xong đó chúng ta để cái chân lên trên cái bàn đạp côn để chuẩn bị sẵn sàng đạp côn. Đó là một cái việc vô cùng sai lầm, và rất nhiều anh em đã dính chướng khi mà dùng cái bàn đạp côn khô rồi. Là nhớ cho mạnh là bốn thứ đó, và một cái thứ năm đó là phải xả nhớt bọng côn. Xả nhớt, xả nước bọng côn, bởi vì côn là côn khô nên là thường là các cái vị trí này can luyên này rồi BQT là người ta có dầu, có mỡ bôi trơn, và có thể là cái phớt của đầu trục cơ, phớt của đầu trục số nó ra một chút nhớt, hoặc là chúng ta làm ở môi trường ngập nước ấy, thì cái bọng côn này nó, cái bề mặt lắp ghép của cái vỏ hộp số nó không được kín đâu. Thế chính vì thế nên là nước nó ngấm vào đây. Chính vì thế ở dưới cái bọng côn nó có một con ốc xả nhớt. Và Mạnh cũng đã làm video, thì anh em nhớ là phải vặn xả cái nhớt của cái bọng côn ra liên tục, làm cho nó sạch sẽ, khô ráo thì nó sẽ bền. Năm thứ lưu ý cho côn khô. Và đĩa côn ướt cũng như là đĩa phanh ướt thì dùng thế nào cho nó hiệu quả. Và thưa anh em, đĩa côn ướt cũng như là phanh ướt này, nó được mệnh danh là gần như không bị mòn. Nó dùng đến 10 năm, nếu như chúng ta sử dụng đúng sẽ gần như là không có mòn luôn. Thế mới gọi là ướt. Ướt tức là sao? Là nằm trong nhớt, nằm trong, ngập trong nhớt. Và điều tiên quyết quan trọng đó là anh em phải dùng nhớt chuẩn, nhớt hộp số chuẩn. Chuẩn là sao? Là nhớt có cái thành phần để bôi trơn cái đĩa phanh ướt. Không phải nhớt nào cũng dùng cho đĩa phanh ướt, mà phải đó là nhớt chuyên dùng. Thì thưa anh em, nhớt của hộp số, của máy cày, máy kéo và của côn nhớt ấy, nó sẽ có 3 tác dụng. Một là nhớt bôi trơn bánh răng hộp số. Hai là nhớt bôi trơn đĩa phanh ướt. Ba là nhớt thủy lực, gọi là nhớt 3 trong 1. Vậy thì tại sao phải là nhớt chuyên dùng? Bởi vì cái phíp trên cái đĩa phanh này là một cái loại vật liệu đặc biệt, và nó chỉ hợp với những cái nhớt có những cái thành phần phụ gia đặc biệt. Và nhà sản xuất người ta đã tính toán, người ta đã đưa ra cái phương án rồi. Và nếu như anh em nào mà dùng cái nhớt loại khác thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là cho vào thì khi mà đạp phanh nó ó như con gà luôn, như con gà nó ó ó mắc tóc luôn. Rồi hai là nó không ngó, nó vẫn êm nhưng mà nó sẽ rất nhanh mòn cái đĩa phanh này, rất nhanh mòn luôn. Anh em chỉ chạy một thời gian là thấy bắt đầu là có cái mạt vàng vàng, giống như cái màu của cái đĩa phanh này luôn, nó rõ vàng vàng. Và cái mạt đó mà nó ra nhá thì cực kỳ là nguy hiểm cho hộp số, nếu chúng ta không biết để thay lọc, để thay nhớt ngay. Tại vì sao? Tại vì cái mạt này này, khi mà nó ra nhiều nó sẽ giống như một cái bột mài,
nó trộn cùng với nhớt và cái hộp số của chúng ta bi bọt bạc, răng cực kỳ là nhanh mòn. Và đó là cái tai hại khi mà chúng ta dùng nhớt không đúng đối với những cái máy mà có cái đĩa phanh ướt hoặc là côn ướt. Nhớ cho mình là như vậy. Còn cái này, đối với việc chân phanh thì nhớ là chỉnh có cái độ dơ cũng từ 2 phân đến 2 phân rưỡi là ok. Nghĩa là khi chúng ta sờ vào cái chân phanh nó nhẹ, xong đó khoảng 2 phân, 2 phân rưỡi chúng ta mới cảm nhận thấy nó nặng. Đó là yêu cầu bắt buộc để cho nó đỡ bị giống như già, giống như chúng ta già phanh ấy, đỡ bị nhẹ. Và nhớ là hạn chế già, nhưng mà đối với cái này mà dùng nhớt ngon như chúng ta già thì cũng không phải lo ngại, vì cái này nó trong cái môi trường nhớt chính hãng chuyên dùng của nó thì cực kỳ là bền lâu luôn, bền lâu hơn cái côn khô nhiều lần. Thay 10 cái côn khô thì còn chưa phải thay một cái côn nước hoặc là chưa phải thay một cái đĩa phanh nước như thế này. Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho anh em có cái nhìn cụ thể về hai cái loại đĩa phanh và có cách dùng cho nó bền lâu hơn, đỡ phải tốn tiền, bởi vì cứ thay một trong hai cái này là phải bổ số, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chúc cho anh em sử dụng máy hiệu quả, máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.